U23 Việt Nam có thể tham dự V-League với tư cách một đội bóng độc lập. U23 Việt Nam nên được một mạnh thường quân của bóng đá Việt Nam tiến cử tham dự V-League với tư cách một đội bóng riêng biệt. Nutifood Bình Dương, một đơn vị của ông bầu Trần Thanh Hải đã gửi công văn cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam hôm 27 tháng 6 để đưa ra ý tưởng táo bạo, đó là tài trợ toàn bộ chi phí cho U23 Việt Nam tham gia V-League. Đơn vị này khẳng định việc tài trợ diễn ra suốt trong vòng 3 năm kể từ khi VFF có quyết định đồng ý bằng văn bản. Doanh nghiệp này mong muốn các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ được thi đấu thường xuyên hơn để duy trì phong độ và nâng cao chuyên môn, thay vì việc thường xuyên phải ngồi trên băng ghế dự bị ở các câu lạc bộ chủ quản. Công văn của Nutifood Bình Dương viết, cũng như nền bóng đá của nhiều quốc gia trên thế giới, đội tuyển U23 thường tập hợp những cầu thủ vừa đạt độ chính trong phong độ lẫn tầm vóc, là lớp kế thừa gần nhất của đội tuyển quốc gia. Sau nhiều năm thi đấu tại các giải trẻ, ở độ tuổi này các cầu thủ còn cọ sát nhiều hơn ở các giải đấu chuyên nghiệp để trưởng thành và hoàn thiện. Tuy nhiên, thực tế cho thấy các cầu thủ U23 Việt Nam chưa thực sự có nhiều cơ hội ra sân ở các giải lớn. Theo thông tin từ báo chí, trong danh sách 23 cầu thủ U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2022, có 16 cầu thủ đang khoác áo các câu lạc bộ ở V-League. Tuy nhiên, số cầu thủ có thể kiếm được suất đá chính chỉ đếm trên đầu ngón tay. Công văn của Nutifood đã nêu lý do để ý tưởng táo bạo trên không chỉ là đề xuất viển vông. Mạnh thường quân này đề xuất VFF xây dựng cơ chế mới cho phép đội tuyển U23 Việt Nam tham gia tranh tài tại V-League với tư cách là một đội bóng độc lập. Đây là một trong những giải pháp giúp các cầu thủ nhanh chóng trưởng thành và bản lĩnh hơn. Việc đầu tư vào U23 Việt Nam kịp thời từ bây giờ sẽ góp phần tạo nên thế hệ các cầu thủ trẻ kế thừa vững chắc cho bóng đá Việt Nam, hướng đến tham gia tranh tài ở các giải đấu lớn quan tâm châu lục và quốc tế. Nếu kế hoạch này được thông qua, đây sẽ là một bước tiến lớn trong công cuộc phát triển bóng đá trẻ ở Việt Nam. Trong khu vực Đông Nam Á, nhiều giải vô địch quốc gia đã cho các đội bóng trẻ tham dự điển hình như Malaysia hay Singapore. Mùa giải 2021, đội tuyển U9 Malaysia với tên Farms MSN Project được đặt cách tham gia giải hạng nhất Malaysia, Malaysia Premier League. Tin nóng chuyển nhượng sáng 29 tháng 6, Bơm Tấn, De Jong sẽ mặc áo số mấy tại MU. Bản tin chuyển nhượng cập nhật sáng 29 tháng 6, MU đã tiến một bước đột phá trong nỗ lực chiêu mộ tiền vệ Frankie De Jong của Barcelona. Bơm Tấn De Jong sẽ mặc áo số mấy tại MU. Như ESPN đã đưa tin, MU đã đồng ý trả trước 65 triệu euro cho Barcelona để đổi lấy sự phục vụ của Frankie De Jong, mục tiêu số 1 của huấn luyện viên Erik ten Hag trong mùa hè này. Theo dự đoán của tờ 90 phút, tiền vệ người Hà Lan nhiều khả năng sẽ mặc áo số 21 nếu chuyển đến Old Trafford. 21 chính là số áo của De Jong kể từ mùa giải 2016-2017 đến nay, từ Ajax đến Barcelona và đội tuyển Hà Lan. James và Edinson Cavani là hai cầu thủ gần nhất mặc áo số 21 tại MU trong những năm gần đây, nhưng bộ đôi này đều đã lần lượt rời Old Trafford. Minamino chính thức rời Liverpool. Tiền đạo người Nhật Bản Takumi Minamino đã hoàn tất việc chuyển đến Monaco và từ Liverpool trị giá 15,4 triệu bảng sau khi ký hợp đồng 4 năm với câu lạc bộ Ligue 1. Monaco sẽ trả cho Liverpool 12,9 triệu bảng kèm theo 2,5 triệu bảng phụ phí. Mùa trước Minamino đã ghi 10 bàn sau 22 lần ra sân trên mọi đấu trường, nhưng chủ yếu ở hai giải đấu là FA Cup và League Cup. Chelsea và Paris Saint-Germain tranh giành sao Inter Milan. Tờ Sky Italia đưa tin Chelsea và Paris Saint-Germain đều đang nhắm đến trung vệ Milan Skriniar của Inter Milan. Chelsea đang nỗ lực phá lại hàng thủ sau khi lần lượt mất Rudiger và Christensen. Trước đó, Paris Saint-Germain đã đưa ra đề nghị 60 triệu euro dành cho tuyển thủ Slovakia, nhưng người Inter từ chối. Real Madrid để mắt tới Rice. Tờ Defensa Central đưa tin Real Madrid xem Rice là phương án dự phòng nếu Los Blancos thất bại trong thương vụ chiêu mộ Bellingham. Real Madrid được cho là sẽ gửi tới Dortmund lời đề nghị hỏi mua Bellingham vào mùa hè năm sau. Trong suốt số 1 tuyển Việt Nam vừa mặt huấn luyện viên Park Hang-seo, tiền đạo đội tuyển Việt Nam Nguyễn Tiến Linh dẫn đầu bảng xếp hạng BSI Top 10 Influencer tháng 5 2022. Mới đây, trang Buzzmetric đã công bố danh sách 10 người có tầm ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội tại Việt Nam tháng 5 2022. Dẫn đầu trong bảng xếp hạng này là tiền đạo Nguyễn Tiến Linh với 114.456 bài viết và thảo luận. Trong suốt sinh năm 1997 gây ấn tượng với bàn thắng ở phút 111 trận bán kết SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia, qua đó đưa đoàn quân áo đỏ vào chung kết. Huấn luyện viên Park Hang-seo người đã giúp bóng đá Việt Nam phát triển vượt bậc trong thời gian qua, đứng thứ 3 trong danh sách này. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhận được 77.855 bài viết và thảo luận trên mạng xã hội trong tháng 5 2022. SEA Games 31 cũng là giải đấu cuối cùng của ông Park đối với đội tuyển U23 Việt Nam. Hiện vị chiến lược gia sinh năm 1957 chỉ tập trung dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Xếp ngay sau huấn luyện viên Park Hang-seo là Nhâm Mạnh Dũng, cầu thủ quê Thái Bình, là người ghi bàn duy nhất trong trận chung kết SEA Games 31, giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan và giành huy chương vàng. Không chỉ tài năng, Mạnh Dũng còn có vẻ ngoài điển trai với chiều cao lên đến 1m81. Chính vì vậy, trong tháng 5 2022 có đến 61.599 bài viết và thảo luận liên quan đến anh. Một tuyển thủ khác của Việt Nam cũng vinh dự nằm trong bảng xếp hạng này là tiền vệ Đỗ Hồng Dũng. Trong suốt thuộc biên chế Hà Nội FC đóng vai trò rất quan trọng trong hành trình bảo vệ huy chương vàng, môn bóng đá nam SEA Games 31 của đội tuyển Việt Nam. Bên cạnh các thành viên của đội tuyển U23 Việt Nam,
một số nghệ sĩ nổi tiếng như Trấn Thành, Đen Vâu, Độ Mixi, Karik, Hoàng Thùy Linh và Ngô Thanh Vân cũng góp mặt trong top 10 nhân vật có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội tháng 5 2022. Bom tấn Haaland sa đà ăn chơi, huấn luyện viên Guardiola muốn thiết quân luật. Haaland khiến Man City phải chi ra 51,2 triệu bảng, đồng thời trả mức lương siêu khủng ngang bằng với Kevin De Bruyne. Nhưng những hoạt động trong kỳ nghỉ của tiền đạo người Na Uy khiến ban lãnh đạo Man City lo lắng. Sau khi ký hợp đồng với Man City, Haaland hiện đang ăn mừng việc chuyển đổi tại Marbella, Malaga, Tây Ban Nha. Nhưng những buổi tiệc tùng của ngôi sao người Na Uy này khiến ban lãnh đạo đội chủ sân Etihad phải lo ngại, bởi lẽ Haaland đang tỏ ra quá cháy. Những ngày qua, người ta liên tục thấy những hình ảnh Haaland ăn chơi tại hộp đêm, mới nhất là ở Momento, một hộp đêm nổi tiếng của giới ăn chơi xứ sở bò tót. Theo tờ Daily Mail, đăng tải những bức ảnh Haaland đang đeo tai nghe bên cạnh DJ Angel Sanchez. Theo mô tả, tân binh trị giá 51,2 triệu bảng của Man City đã nốc tương đối nhiều rượu mạnh. Với giới cầu thủ, cách phá sức này thật khủng khiếp. Và dĩ nhiên là nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh không thể hài lòng với tân binh người Na Uy nếu tình trạng này còn tái diễn. Tình hình ăn chơi trong hè này của dàn sao Man City khiến ban lãnh đạo thật sự lo ngại. Trước Haaland, người ta cũng thấy Jack Grealish thác loạn trong hộp đêm với rượu mạnh và những chân dài. Theo Daily Mail, rất có thể huấn luyện viên Pep Guardiola sẽ phải thiết quân luật. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha lâu nay đã dị ứng với những cầu thủ tiền tung. Ông kiểm soát chặt chẽ đời tư của giới cầu thủ. Ký giả Michael Rowling dự đoán rất có thể một email nội bộ từ Pep yêu cầu đám học trò sao số của mình tiết chế chuyện ăn chơi. Bằng không, họ có thể đón nhận sự không hài lòng từ một huấn luyện viên ưa kỷ luật như Pep Guardiola. Lukaku được cổ động viên Inter chào đón như người hùng trở về. Chân sút Lukaku được rất đông cổ động viên Inter tiếp đón nồng nhiệt trong ngày anh trở lại với thành phố Milan để chuẩn bị kiểm tra y tế trước khi chính thức ra mắt. Theo báo chí Italy, Lukaku đã đáp chuyến bay xuống Milan vào hôm thứ Ba vừa qua 28 tháng 6 giờ địa phương để chuẩn bị cho việc kiểm tra y tế tại Inter. Ngay sau khi vừa có mặt, tiền đạo người Bỉ đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ các cổ động viên của Inter. Trước sự cổ vũ hân hoan của đông đảo người hâm mộ Inter, tiền đạo người Bỉ đã liên tục có những hành động thể hiện tình cảm với người hâm mộ quen thuộc. Anh vẫy tay và cười rất tươi chào những người có mặt. Sau đó, Lukaku đã đưa hai tay lên cao khi được mọi người chụp ảnh. Dự kiến Lukaku sẽ kiểm tra y tế và hoàn tất thủ tục gia nhập Nizaruzi vào hôm nay, 29 tháng 6. Sau mùa giải thảm họa tại Chelsea, chân sút sinh năm 1993 rất muốn trở lại thi đấu trên Inter Milan. Anh tin rằng trở lại Inter là cách tốt nhất để tìm lại phong độ đỉnh cao nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2022 diễn ra vào cuối năm. Lukaku gia nhập Inter theo dạng cho mượn 1 năm với mức phí 6,9 triệu bảng. Cộng thêm biến phí nhưng không có thêm điều khoản bù đất. Chia sẻ về việc tuyển thủ Bỉ trở lại Inter Milan, giám đốc điều hành Giuseppe Marotta cho biết: Lukaku đã trở lại Inter Milan và chúng tôi rất vui khi đưa cậu ấy trở về nhà. Ở mùa giải 2021-2022, Lukaku đã ghi 15 bàn sau 44 trận trên mọi đấu trường. Anh là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Chelsea. Dẫu vậy, Lukaku đã không thể đáp ứng được kỳ vọng rất lớn của The Blues khi mà họ đã bỏ ra số tiền kỷ lục 98 triệu bảng để đưa anh trở về Stamford Bridge từ chính Inter vào mùa hè năm ngoái.